thường cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy lớp cặn đen bám dưới đáy nồi. Lớp cặn đen này chính là lớp gỉ nhôm bị oxy hóa, rất là nguy hiểm cho sức khỏe. Bây giờ mối nguy hại đó đã được khắc phục bởi công nghệ anodize hay còn gọi là điện hóa nhôm. Quá trình điện hóa nhôm làm chai cứng bề mặt nhôm, nồi nhôm sẽ không còn lớp gỉ nào bám dưới đáy nồi nữa, thức ăn sẽ không bám dính vào đáy hoặc thành nồi khi nấu. Điều này giúp chị em chúng ta dễ dàng cọ rửa khi nấu. Đây là lần đầu tiên chị nghe nhắc đến cái công nghệ là điện hóa nhôm đó. Ở Việt Nam thì rất là nhiều người vẫn chưa biết đến công nghệ này chị. Nhưng mà ở châu Âu á, thì công nghệ này được sử dụng rất là phổ biến. Bởi vì nó đảm bảo vệ sinh an toàn sức khỏe cho người sử dụng. Chị hỏi cái này nha. Thông thường chị thấy nếu mà mình nấu mà bị nóng quá đó, cái chị sợ là cái kiến này nó không chịu nổi, nó bị nứt không em? Cái kiến này á, là kiến chịu lực, chịu nhiệt. Còn cái này nè, cái nhựa ở chỗ tay cầm nè, nó có dễ bị cháy không em? Dạ không, nhựa ở tay cầm và cả cái nhựa trên nắp này nữa. Đây là loại nhựa mà chịu lực, chịu nhiệt và chống cháy luôn á chị. Em có thể giới thiệu cho chị biết là một bộ như vậy là gồm bao nhiêu nồi, bao nhiêu chảo không em? Trọn bộ thì gồm có 3 nồi, 1 chảo với kích cỡ là 16, 20 và 24, còn chảo là 26 ạ. Chị thấy là những cái bộ nồi này nè thì nó đen bóng. Nhưng mà không biết là cái màu đen này là đã được sơn hay là màu của cái chất nhôm điện hóa? Dạ, sản phẩm không có sơn phủ bất cứ một lớp sơn nào đâu chị. Dạ, còn cái màu đen mà chị thấy là màu thật của nhôm điện hóa. Dạ, còn chỉ có cái chảo chống dính á, thì nó có phủ một lớp chống dính mỏng thôi chị. Hơn nữa, cái bộ nồi này rất là đa năng, chị có thể sử dụng được trên nhiều loại bếp khác nhau, ngay cả bếp điện từ. Chị xem này, dưới đáy của nó có phủ một lớp lưới nhiễm từ để chị có thể nấu trên cả bếp điện từ. Nhưng mà chị cũng có một cái thắc mắc là không biết là nếu như mà nồi niêu như vậy rồi mình xài độ bền nó bao lâu em? Rồi nếu mà lỡ mình va chạm này nọ nó có dễ bị mất méo không ạ? Dạ, vấn đề này thì chị yên tâm tuyệt đối. Bởi vì cái bộ nồi điện nhôm điện hóa này á, chất lượng của nó là đứng thứ hai sau kim cương. Cái độ bền của nó đó hả? Dạ vâng, độ bền của nó. Qua cầm kiểu đinh tán nè chị, của nồi và chảo nữa. Thì đây là cái kiểu quai mà bền chắc nhất hiện nay đó chị. Hay quá ha. Theo như chị thấy là cầm cái chảo này nè, nó rất là chắc tay. Cái độ nặng thì vừa phải. Dạ. Chị nghĩ là coi như là mình tha hồ chỗ tài nấu nướng. Giá cả chỉ có 890 ngàn đồng thôi mà chị đã sở hữu được trọn bộ, gồm có 3 nồi nè, 1 chảo nè, nhưng mà với 5 lợi ích đó chị. Lợi ích thứ nhất đó là cái bộ nồi này nó rất là đa năng, chị có thể sử dụng được trên nhiều loại bếp khác nhau, ngay cả bếp điện từ. Lợi ích thứ hai là chất liệu nhôm điện hóa này không bong chóc, dù cho chị sử dụng thường xuyên trong thời gian dài đi nữa. Và lợi ích thứ ba là thức ăn á chị không có bám vào thành hoặc là đáy nồi khi nấu, cũng như chảo cũng vậy luôn á. Dạ. Lợi ích thứ tư đó là an toàn cho chính bản thân mình và người thân trong gia đình. Có vẻ là chị đã được em thuyết phục rồi. Dạ. Chị cảm thấy thật nhất định là chị sẽ mua một bộ này về nhà. Bây giờ em có thể cho người chở đến nhà chị được không? Dạ, em cảm ơn chị. Chị quả là có một sự lựa chọn sáng suốt ạ. Quý khán giả đang xem chương trình, nếu muốn biết thêm thông tin về sản phẩm hoặc muốn đặt mua thì còn chần chờ gì nữa, ngay bây giờ hãy nhấc điện thoại lên và gọi ngay đến số 0839118686 hoặc 0839119898. Chúng tôi sẽ tư vấn và giao hàng miễn phí tận nơi trong các địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm thành phố Biên Hòa, Bình Dương. Xin chào và hẹn gặp lại chương trình.